Uh, mình xin chào các bạn. Thì hôm nay á, mình sẽ làm video mình uh, hướng dẫn các bạn tháo cái miếng này ốp trước và khắc phục cái đồng hồ nó bị tè. Thì xin mời camera lại gần. Lý, lý do vì sao cái camera này cái đồng hồ này nó bị tè các bạn. Là nó rung nè, các bạn thấy nó rung không? Cái ngày đầu mình mua về thì nó không rung, nhưng mà khi mình sử dụng một thời gian dài là nó rung. Mỗi lần mình lên số á, mình lên số mình bận ga hơi hơi bị gướng chút xíu á, là nó sẽ tè rất là lớn. Còn chạy đều ga thì nó không tè. Thì mình sẽ dán ba miếng keo vào đây và trước tiên á sẵn đây mình hướng dẫn luôn cho những bạn nào mới mà chưa biết mở cái miếng này ra thì mình sẽ làm từ đầu để cứu luôn cho các bạn xem đầu tiên các bạn mở hai lục giác này ra đây là xài lục giác 5 nha các bạn mình đã mở sẵn rồi chiêu vặn tay ra thôi ha cho nó nhanh à, sau đó mình sẽ mở hai miếng này ra luôn mình bỏ nó vào túi cái đi đây cái miếng này á ở đây nó sẽ có hai cái ngàm để bắt xuống dưới bắt thẳng xuống ở đây á nó có hai cái ngàm cũng là bắt thẳng xuống luôn rồi các bạn ở đây ha và ở đây là nó có một cái bát chữ L nó ghim vô đây bây giờ mình sẽ mở từ trên này trước các bạn các bạn mở nè nắm trên này nè giật lên là ở đây có một cái bát nè mình đã dở lên rồi ha bên này cũng vậy luôn đó hai bên bây giờ nó hỏng rồi các bạn thấy không đó đây là hai bát L nó chỉ xuống đây nè các bạn nè nó chỉ vô đây còn cái bát này á, là vô đây và cái bát này là nó ghim vô đây nè các bạn nó ghim vô đây ha rồi là xong miếng này các bạn lưu ý là cái cái phần dưới này nè các bạn đừng có giật ra nha mà hơi kéo nhẹ lên xíu rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn gáp vào luôn để cho nó chắc ăn bây giờ mình để tạm cái này đi tiếp theo là mình mở luôn cái phần này thì cái phần này á nó sẽ có hai con ốc dít à, dít ba ke ở đây ở đây nè một con và bên này nữa là một con các bạn bên này ha là hai con và ở dưới này nó sẽ có hai dít mũ đây bên này một con và tương tự bên kia một con các bạn chỉ việc lấy dít á nhấn vào cái tay phía trong này mình lấy ra thôi là đơn giản rồi bây giờ mình sẽ mở này rồi cho các bạn xem luôn nha mình mở vài lần là ở đầu những cái phần bát ở đây nó các bạn nó hở và khi mình gắn lại nó không còn khích như như ban đầu nữa nhưng mà mình thấy hy sinh thôi các bạn đầu tiên á mình nắm trước một bên đi ví dụ như bên này trước tại bên này nó dướng cái phần này nè nó hơi khó mở nè cái việc lấy ra thôi đó các bạn thấy nè cái phần này nó không có ghim gì hết á quan trọng là ở đây có một cái bát rất là lớn đây camera vào đây cho dễ quay ha đây nè đó các bạn thấy không đó vào bên này cũng vậy ha mình nắm nhẹ là nó ra nè Tại vì mình mở nhiều lần á, các bạn mở lần đầu thì nó sẽ hơi cứng nha, nhất là cái ngay chính giữa này là sẽ hơi cứng nè. Rồi, bây giờ mình sẽ lòn xuống dưới. Dưới này nè các bạn. Cái phần này nè, nó được liên kết bởi một cái bát ở ngay chỗ này. Mà cái bát này nó chỉ kê, nó kê lên thôi, chứ nó không có gà cái gì hết. Các bạn dùng tay các bạn nhấn lên, tại vì nó kê lên thế này nè. Cho nên các bạn nhấn cho nó hỏng lên, các bạn lấy ra được. Như vậy ha đây cũng vậy đó nè đó còn thấy không là mình lấy ra được rồi nè mình nắm từ ngoài này trước dở nhẹ nó ra rồi mình nắm trong này mình lấy ra luôn đây là bên này đó các bạn thấy không và bên kia cũng vậy ha ở dưới này nè thì vừa rồi có nhiều bạn nói phần này bị hở không biết khắc phục như thế nào thực tế là mình đã gỡ ra rồi mình gắn lại là không bao giờ nó khích được nữa các bạn không cách nào trừ phi là mình chế cháo hay sao đó thôi đó rất là dễ ha đây cũng vậy nè mình sẽ đó, thấy không các bạn nhấn là giữ nè tại vì nó kê lên thế này nè các bạn đè cái phần này hỏng mạnh lên á là lấy ra được hả mình mình gà lại nè ha đó bóp cho nó vô ha bây giờ các bạn nhìn nè mình mở cái này trước không nè nhích nhẹ cho nó hỏng ra phải không phần này nè mình kê ngón tay lên nè đó thấy không nó rất là dễ rồi bây giờ lên trên các bạn thấy là khi mà hai bên ra rồi á là nó còn dính nhất là chỗ này thôi chỗ này là dính sâu nhất tại vì hai bên này thì cái ngàm nó không sâu đâu cái lỗ này là cái lỗ để mà mình ghim cái miếng đỏ đỏ, đỏ này mình tháo ra đó bây giờ mình sẽ mở phần này ra trước nè giật nó ra luôn các bạn cứ mạnh tay dịch tại đi không sao đâu lần đầu thì các bạn nhát tay thì không dám nhưng mà mình mở quen rồi mình sẽ giật ra luôn riêng cái phần bên này á các bạn mời camera qua đây thì các bạn lưu ý nha nó dướng cái phần này mình phải hơi khéo xíu nè cho nó tràn qua cái này là được rồi đó nó tràn qua là lấy ra rồi đó các bạn Ở bên đây cũng vậy ha rồi cái phần giữa là vẫn còn dính nè nó là phần khó mở nhất đó các bạn chịu khó nha nắm nè các bạn lần ngón tay mình vô thấy không lò nó ra luôn là mình đã lấy ra được rồi bây giờ mình chỉ lò mình lấy ra thôi cái lỗ này nó nó luồn vô trong cái phần này đó các bạn đó mình lấy ra nó luồn vô đây nè Các bạn xem nè Đây là cái bát chính Khó lấy nhất là phần này Còn mấy cái phần này thì nó dễ lấy lắm Quan trọng nhất là phần này mình lấy ra nó khó ha Cứ giật mạnh ra đi Tại vì nó là cái ngàm nó gài như thế này Thì các bạn chỉ giật nắm giật ra thôi Rồi mình sẽ để vào một bên luôn Đây là cái phần quan trọng Các bạn thấy ở đây nè Mình gửi cho các bạn xem ha đó, 1, 2, 3. Cái chỗ này là do lâu ngày á, nó bị gớt ra rồi. Đây là những cái miếng keo mình dán vào, nó là có hai mặt. Mình mua ở trong siêu thị, một cái cuộn keo này nó không bao nhiêu tiền đâu. Đây ha, nó như thế này. Mình mua ở trong nhà sách đó các bạn. Cái nhà sách là có thôi, keo nè. Nó màu đen thế này. Các bạn chỉ việc ngắt ra một miếng, à, khoảng bao nhiêu thôi. Mình à, mình không chêm hết, hết trơn, nguyên một cái lần này mình chỉ chêm ba miếng thôi. Một, hai, ba. Cầm ra đây nè biết chi không nó gõ vào cái miếng này nè các bạn nó tè nè nó gõ nè khi mà mình chạy rung á và bây giờ mình dán những cái miếng này vô á mình sẽ chặn nó lại không cho nó rung thôi đó như thế đó các bạn thấy không bây giờ cái miếng giữa này nó bị hư rồi nè mình sẽ lột ra mình dán lại luôn cho các bạn xem luôn ha mình xài lâu ngày cái nó bị chóc nó chóc đó các bạn nhưng mà vẫn không kêu nha hiện tại vẫn không kêu bây giờ mình sẽ xé một miếng mình làm mẫu cho các bạn xem luôn cái này đúng ra là các bạn có một cái cây kéo cắt thì nó ok hơn nhưng bây giờ mình lỡ rồi mình xé tay luôn cho nó lẹ nè mình dán một miếng vào đây ha nói chung xé tay hơi xấu nha các bạn chắc lẽ là mình sẽ không dán vào đâu tại nhìn nó ghê quá các bạn lưu ý là mình cắt một miếng nó vừa thôi đừng quá dài biết vì sao không vì nếu mà dài quá nó lú lên trên đây nè thì nhìn vào nó hơi xấu nó lú miếng này lên đó các bạn cho nên mình mình dán làm sao mình canh mà nó cho nó vừa ngay cái tiếp giáp giữa cái mí này và mí này đó là vừa đừng quán quá dài nha đó có chỉ vậy thôi là nó hết tè bảo đảm 100 phần trăm mình đã thử rồi mình gắn tính ra gắn cái này từ cái lúc mà mình mở dàn áo lần trước mình giới thiệu quá tới bây giờ là cũng cả năm rồi như vậy thôi bây giờ mình sẽ Uh, gắn vào trở lại mình chưa vệ sinh nha nhưng mà thôi kệ mình cứ gắn vào cho các bạn xem đầu tiên là miếng này trước các bạn miếng này ha thì các bạn lưu ý là phải lòn cái phần uh, tay côn này vô trong cái lỗ này nha rồi mình mời camera phía bên này nhìn bên này trước đi các bạn nhìn nè cái này nè là nó chen ở dưới này nha chứ không phải nó nằm ở trên này nha các bạn nó nằm ở dưới nha cho nên các bạn chen xuống dưới trước nè rồi hả đè nó vô đó vô rồi đó các bạn thấy không bên này cũng vậy ha nó nằm ở dưới nè mình gá sẵn nó vào vị trí hết đi rồi mình sẽ nhấn vào thôi rất đơn giản tại vì mình thường là mình không có làm clip mình gắn ngược chiếu vào đâu tại mình thấy mình tháo ra thế nào thì gắn lại thế đó thôi nhưng mà có nhiều bạn là không có gắn được đó rồi dưới này ha mình cũng vậy ha mình nhìn cho nó ngay kẻ bóp là nó vô cách 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 tại vì mình đã mở ra rồi thì bây giờ nó rất là dễ vào Tiêu bằng là nó mất zin rồi đó các bạn rồi thích rồi nó nó khít thôi tới là nó bị hở nhẹ rồi đó các bạn nó hở đều hết rồi rồi sau đó mình sẽ bắt ốc trở lại ha hai con này và bắt luôn hai cái ngàm mũ như này sẵn đi rồi sau đó mình sẽ gắp miếng kia mình sẽ gắp cho các bạn xem luôn cái miếng này nè là hơi khó gắp mình chắc chắn tại vì mình lần đầu mình gỡ mình gắp cũng hơi khó đó miếng này ha thì như mình giới thiệu lúc đầu á đây là cái bắt anh l bắt anh l ha các bạn nhấn nó vào đây trước rồi cái thằng này nè mới nhấn nó xuống đây và cuối cùng là cái thằng này nó mới nhấn xuống đây nha mình chưa xiết ốc cho nên là nó hơi hở các bạn đè dùng ngón tay cái mình á đè cho nó sát vô đó vô một bên này nè các bạn thấy không không đè là nó không vô đâu đó vô hai bên phải vô hai này trước rồi sau đó mình sẽ lựa thế mình nhấn luôn hai cái ngàm này kế bên đây trước rồi sau đó mình sẽ lựa thế này luôn đó bên này cũng vậy ha đó thấy không mấy người thợ mà trên hãng người ta làm là người ta dỗ không đó các bạn còn mình xe của mình thì mình sót mình không dám dỗ rồi xong rồi bắt lại hai ốc uh, lục giác năm ở đây thôi là chúng ta đã hoàn thành xong vấn đề này còn cái miếng này thì chắc lẽ là không cần mình giới thiệu rồi phải không chỉ có bốn con ốc uh, lục giác uh, lục giác ba mở ra thôi là xong rồi vậy ha mình sẽ kết thúc đôi clip này ở đây khi mà mình dán keo nếu các bạn nhìn thấy mà nó lú trên này nhiều quá hơi xấu á trên này nè thì có thể tháo ra dán sén bớt đừng cho nó lú nhiều nhưng mà không sao đâu không ai để ý đâu các bạn nhìn từ xa không thấy đâu trừ khi cố kế tình mà kê gần vô mới nhìn thấy được những cái miếng keo này nhưng mà quan trọng là nó hết ghè không bực bội nữa bạn thấy không rồi xin chào các bạn luôn nha bye bye